tôi nghĩ là các anh là cuối 2016 nha, cái nắp ba trăm ly có nghĩa iOS trước sau hoàn toàn và sẽ được ghép theo những chiếc tương đẹp. Nó có màu xanh rất là cá tính, rất là mạnh mẽ và rất là đẹp. Màu xanh của niềm tin và hy vọng. Mới ha, rất là đẹp, liền lạc sạch sẽ từ trên xuống dưới, trên xuống dưới đĩa ABS nha các bạn, nó an toàn. Xe đĩa ABS thì nó rất là yên tâm, chống bó phanh đĩa, chống trơn trượt trong cái mùa mưa thì rất an toàn. Hệ thống đèn LED 2 tầng pha sáng cực sáng luôn. Đây là đời cuối 2016. Chìa khóa thông minh. Nói chung là cái xe nó rất là liền lạc, rất là sạch sẽ các bạn. Quá là đẹp luôn, tốt tinh. Máy em ở đây. Còn rất là sạch liền. Hệ thống nắm đĩa ABS thì các bạn kinh chỉ biết là đi rất là ngon. Đồ lớn máy mạnh. Em này mang biển số 59A3 100030. Xe rất là đẹp, rất là liền. Sơn mới zin. Với chiếc xe H300 này, giấy tờ nghiêm chỉnh đủ bao quý giá.